Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm clip về công ty của mình đó mọi người, đang tổng vệ sinh đó mọi người. Tổng vệ sinh, nhận quà, rồi nhận tiền Tết của anh em công nhân. Mọi người theo dõi clip nha. Thì cũng như mỗi năm thì cuối năm thì một ngày về tổng vệ sinh rất là mệt mỏi mọi người, lau chùi máy móc, lau cả nền luôn nha. Cơ khí mọi người biết đó, nó nhớt nhau dầu mỡ, nó không phải như các công ty khác mọi người. Vệ sinh rất là quái luôn. Nếu mọi người thấy là đang cào nền, còn đây là bên khâu máy mài, họ là phải lao thùng, lao xúc thùng. Làm thì nó nói chung nó cũng không có cực, nhưng mà vệ sinh rất là mệt mỏi mọi người. Vệ sinh rồi có lúc bỏ ăn luôn cũng có. Mọi người thấy đây là mấy cái thùng để đựng nước, mà khi mà mình mài xong rồi bắt đầu ba dớ rồi bùn đất nó vô mấy cái thùng này, rồi phải xúc rất là mệt mỏi luôn. Đây là những hình ảnh mà chỉ có ở những người công nhân đi làm công thì mới hiểu được hoàn cảnh như thế này nha mọi người. Nắp gơ của công ty đây. Đây là xe của công ty để đưa nhất những nhân viên kỹ thuật chở hàng. Rồi đây là anh em nó chuẩn bị dọn xong rồi, chuẩn bị chơi lô tô, tập hợp một nhóm vậy lắm mọi người. Còn khâu nào làm chưa rồi vẫn còn làm nữa mọi người. Đó, mọi người thấy là đang lau quạt. Khâu lau quạt này rất cực khổ, bởi vì leo lên lúc lên cao mà lau từ cái khe đó. Có khi ta nghĩ hết là vẫn còn lao, bởi vì cái khâu của mình. Khâu cao quạt này gộp có 4 người mọi người.
Nãy giờ thì mọi người cũng thấy cái công việc của một người công dân sau một năm dài tổng vệ sinh để nhận quà, nhận tiền Tết về mọi người. Khâu nào thì làm theo câu nói mọi người. Còn giờ thì tập trung vào chơi lô tô nếu khâu nào xong. Còn anh em nào mà không chơi lô tô thì tìm cho mình một góc riêng như thế này. Còn không mình thì đã làm xong rồi mọi người, cho nên mới đi quay clip. Rất vui. Chưa lãnh tiền thưởng nhưng mà chơi lô tô tước rồi mọi người ơi. Một hồi lãnh xong quà tiền thưởng xong, tháng 13 xong rồi mọi người đã về hết, không còn chơi nữa. Xong rồi mọi người, giờ là chuẩn bị lên bốc số để các khâu nào bốc số 1 thì lãnh trước, còn khâu nào bốc số lớn thì là lãnh lương sau và tiền thưởng sau nha mọi người. Là đấu tưởng lên, đấu tưởng lên bốc thăm. Bốc lần đầu bị hố, bị chưa đủ người. Anh em chưa không sao, không biết khâu mình bốc được số mấy, lãnh trước lãnh sau. Rồi cuối cùng cũng bốc xong. Khâu mình hơi vui, bốc được số 5 lần mọi người ơi. Có 6 khâu mà bốc số 5 mình. Rồi những khâu nào mà bốc số 1 thì bắt đầu người ta tiến lên văn phòng để nhận quà, tiền lương và tiền thưởng tháng 13. Còn khâu nào bốc sau phải ngồi chờ tiếp mọi người.
Anh em mình đang ngồi chờ nè mọi người. Những câu khác người ta bốc sớm thì người ta lên lạnh, bốc sau vẫn ngồi chờ tiếp nè. Giờ em đi một vòng nữa. Chào ba anh đẹp trai. Còn đây là những phần quà mà người ta lãnh xong rồi ra, người ta còn kiểm tiền và những phần quà của công ty đây mọi người. Mà là gâu câu, đường, kim đánh răng, mì tôm, ô long. Những người nào lãnh xong người ta đi về hết, về lai gai. Bây giờ chưa tới con mình. Ủa? Ủa bên đây chưa có mà. Xin lỗi. Hỏi con mình là kho hả con mình? Ừ. Thôi tới đây mình xin tạm dừng clip nè. Hẹn gặp mọi người ở clip sau nha. Giờ xin bye bye, hẹn gặp mọi người ở clip ở miền quê. Bye.